Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình nhận được một tin báo của tất cả khách sĩ gần xa báo với mình là ở đây, trong này. Hôm nay là có một nhóm đối tượng đang làm hàng quần jean giá rất rẻ luôn, giá rất là phá giá thị trường luôn mọi người. Giờ mọi người theo chân mình đi vô xem người ta đang làm gì. Chúng ta trốn cũng kỹ quá ha. Mọi người thấy không? Đây, chiếc xe của tụi nó đây. Đây, nó đang làm gì đây? Đó không? Để mình tiếp tục. Nhiều mẫu đó. Theo mình nghĩ đây là được cầm đầu. Nè mọi người, anh em, bây giờ tôi vô tôi làm việc thử coi trả lời như thế nào. Ơi anh ơi dừng tay lại, em hỏi này chút. Anh ai vậy? Em không vậy? em bên phóng viên thôi, em bên phóng viên báo đời. Em đi quay, em nghe khách hàng sĩ gần xa nói anh đây bán hàng giá rẻ. Tôi bán hàng giá rẻ liên quan gì tới anh? Thì ý là anh em người ta giới thiệu đây, anh em mình tới luôn rồi nha anh em. Như ý kiến của anh em đó, mà anh em thấy không, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại may mặc Titan thành phố Hồ Chí Minh đó, số điện thoại luôn nè mọi người. Đây chắc anh này, anh là chủ đúng không, anh là chủ đây đúng không? Tôi chủ có gì anh? Ý là tôi hỏi anh sao mà làm cái hàng giá vải vóc anh vậy nè mọi người, anh em thấy không, là vải thì chất lượng vậy. Nguyên mã nguyên cây ra anh làm hàng giá rẻ vậy, mẫu mã thì anh ra kiểu gì? Sản xuất ra tôi thấy bán được đúng giá thôi, tôi bình ổn giá thôi, tôi đâu có phải là bán phá giá gì đâu anh. Tôi thấy hàng rồi được hợp anh, thì bán thôi. Anh bán sao em nè, mọi người thấy không, là nguyên một dãy mẫu nè, là biết bao nhiêu là mẫu, biết bao nhiêu là kiểu đó. Cái một cái quần này ước tính, mình ước tính cho anh em xem là ra thị trường phải 500-600 ngàn một cái chứ không ít gì. Đây như mình đây, mình đang mang một cái quần cũng giống đệ đây, mình cũng mua vô online cũng 500-590 ngàn một cái chứ không ít. Anh vô đây anh làm cái gì? Tự nhiên bây giờ ai kêu anh tới đây? Ý là anh em người ta báo tôi là anh em khách, anh em khách sĩ trên hội nhóm mà bán online kêu là ở đây bán hàng giá rẻ quá, sao tôi anh em tôi bán được. Anh cho tôi hỏi sao mà anh làm vậy sao? Có nhu cầu mà muốn biết thêm chi tiết thì cứ liên hệ tôi, Zalo, điện thoại đây. Tôi không có gì để giải thích hết, mọi người cứ xem chất lượng. Dạ thôi anh em nha, chào anh em nha anh em. Nói chờ với anh em chứ đây. Công ty của tụi tôi đây, chuyên sản xuất và thiết kế theo tất cả loại mẫu anh em cần. Đây vải rất là ok luôn. Chất vải dày dặn. Giá cả phải chăng, chất vải dày dặn. Và đặc biệt không bao giờ đứt hàng, muốn nhiều có nhiều, muốn màu gì cũng có màu đó. Ok rồi mọi người, chào anh em nha.